đi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu để biết bao. Những sinh mệnh lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây, cùng chung tay vui quên tháng ngày. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Em mời anh uống nước. Cảm ơn Hoa. Mời Hoa dùng nước. Không dùng đi. Nhà Hoa thấy ấm cúng quá ha. Nhìn vậy chứ lạnh lẽo lắm. Vậy hả? Nếu mà Hùng tới đây thường xuyên thì nó sẽ ấm đó. Hùng sẽ cố gắng. 20 năm rồi còn gì Hoa nhỉ? Không, 20 mấy năm chứ anh. À đúng rồi. Mẹ. Con. Dạ. Mẹ chào chú. Chú chào con. Dạ. Ngồi xuống đây Hoa. Con đây là con ngồi xuống đây từ từ đã. Đây là bạn cũ của mẹ. Còn đây là con gái lớn của em đó Hùng. Thật ra thôi để anh tâm sự trước cho. Thật ra trải qua bao nhiêu biến cố, chú mới nhìn nhận ra rằng tình cảm của mẹ con mới là tình yêu đích thực của mình. Mẹ và chú đã tình cờ gặp nhau cách đây mấy tháng. Và bây giờ hai người đã quyết định tìm hiểu với nhau lại từ đầu. Đúng như vậy không anh? Đúng đó. Nhưng mà vậy chú cho con hỏi nha. Vậy chú có vợ hay con riêng gì không? Thật ra chú không giấu gì con. Chú là một nhân viên nho nhỏ trong thẩm mỹ viện xăm. Chú phụ trách bên kỹ thuật xăm sửa các loại. Con hiểu rồi. Thì ra con... Thì ra gì con? Dạ không có gì. Khi nào mà con có nhu cầu xăm sửa gì trên khuôn mặt con á, cứ nói với mẹ Hoa, liên lạc với chú, chú cho hỗ trợ cho. Người nhà chú bớt 10%. Dạ. Bút rảnh đi phụ môi. Dạ. Hoa thì Hùng miễn phí. Vậy là cái mục đích chú đến đây là muốn con đồng ý cho chú với mẹ con quen nhau phải không? Thực ra là mặc dù cái công việc của chú á nho nhỏ thiệt, nhưng chú sẽ hứa đảm bảo cuộc sống cho mẹ của con. Cũng mong là con chấp nhận tình cảm của chú với mẹ con. Hôm nay là chú xin phép con trước, rồi chú sẽ xin phép Thảo Linh sau. Cái chuyện này á, nó không phải là một cái chuyện đơn giản. Nó là cái chuyện rất là quan trọng, chuyện lớn. Con không có thể nào mà con trả lời liền được trong bây giờ là con có đồng ý hay không hết á. Con cần có thời gian để con suy nghĩ. Với lại chú nhìn đi, mẹ con nè là một người phụ nữ đẹp, mà một người phụ nữ vừa đẹp vừa tốt nữa chứ.
Con không thể nào mà con giao mẹ con tùy tiện cho một người đàn ông mà con chưa tìm hiểu kỹ, con chưa biết là ai. Kìa con. Kìa Hoa, con nó nói đúng. Hoa đừng có rầy con như vậy. Con. Dạ. Vì con, chú nhất định chờ mẹ con đồng ý. Chào con. Dạ. Chào chú. Hùng chào Hoa. Hoa chào Hùng. Hùng chào hai người. À, dạ. Đi cẩn thận nha Hùng. Trời ơi, con làm gì giật mình vậy con? Trời ơi, mừng quá mẹ ơi. Cái gì con? Trời ơi, xuất sắc, kiếm đâu ra vậy? Chuẩn luôn, rất là điềm đạm nè, đàn ông nè, mà có trách nhiệm nữa, con duyệt rồi đó dạ. Thích quá. Được, 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 số 1, số 1. Vậy là con chịu rồi hả? Chịu, trời ơi. Ôi trời ơi, hú hồn à, vậy mà cũng làm mẹ. Mẹ tưởng đâu là con không có chịu chứ. Mẹ này, thiệt tình luôn á. Mẹ là phụ nữ, mẹ phải có giá chứ. Mẹ phải làm bộ như vậy để người ta biết, người ta cố gắng. Người ta muốn có mẹ là người ta phải cố gắng nhiều hơn chứ. Con đang dịu giá cho mẹ đó. Con nhà cũng gian xảo thiệt đó nha. Quán này đẹp quá mà. Đẹp, quán này á là độc nhất vô nhị á. Ừ. Ừ. Em ngồi đi uống nước nha. Ở ngoài nắng quá, anh sợ da em đen. Dạ. Em ơi, cho hai ly thức uống quen thuộc. Ủa, anh ơi, chút xíu quá, mình đi uống cà phê xong rồi, mình đi đâu nữa vậy anh? Đi gì á? Hả? Đi kia vậy? Anh hứa với em á, là anh dẫn em đi shopping mà sau giờ về là sao anh? Đúng rồi, hồi nãy anh hứa với em á, uống cà phê xong á, là anh chở em đi shopping. Nhưng mà trên đường đi á, anh bận công chuyện đồng suốt. Anh thì lúc nào cũng bận hoài à. Thiệt mà. Anh không quan tâm gì đến em hết trơn á. Có chứ, không quan tâm đến em, sao rủ em đi uống cà phê. Ủa, mà anh bận câu chuyện gì vậy? Cảm ơn em. Em dùng nước đi. Anh phải kẹt họp hội đồng quản trị. Ủa, mà công ty của anh á, kinh doanh cái gì vậy? Hoa. Hoa à? À, nước hoa đúng không? Em thích nước hoa lắm á. No, 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 no. Anh bị dị ứng nước hoa lắm, anh không có kinh doanh nước hoa được. Chứ cái gì? Anh kinh doanh hoa. Là cái gì? Khổ hoa. Là cái gì? Là cái trái khổ hoa dồn thịt á. À, trời ơi, cái đó người ta gọi là trái khổ hoa chứ không phải là khổ hoa. Đúng rồi, trái khổ hoa. Khổ hoa. Ừ thì đại khái là vậy đi. Em biết không? Tập đoàn của bên anh đó nha, chuyên xuất nhập khẩu khổ hoa toàn Đông Nam Á. Dữ dội quá. À quên nữa, em mời mình đi Vũng Tàu chơi nha. Kỳ quá à, mới quen mà anh rủ đi Vũng Tàu rồi. Có gì đâu, em ra đó đi, anh tặng cho em một món quà bất ngờ. Món quà gì anh? Một món quà lớn luôn. Gì dạ? Anh sẽ tặng cho em một tấn khổ hoa. Gì? Thôi anh để dành anh ăn đi. Đăng ăn cái đó đi, mát da lắm. Thôi anh để ăn đi. Ủa cô ơi, cô có sao không cô? Ủa em, anh nói chuyện có lớn tiếng không mà sao cô ấy hốt hồn vậy? Oan gia, trời ơi là oan gia.